Welcome back, chào mừng các bạn đến với thế giới Stickman. Cái ông này thì tự nhiên cái ông biết vụ án của tôi thì ông tôi cũng bị bắt lại luôn rồi anh em à. Vô một cái tù gọi là kiểu như trên bắc cực vậy. Nên là giờ tôi phải tìm cách thoát ra. Trong này lạnh cống à, thoát ra mà không có đồ lạnh cống á anh em. Đấy, tôi là bị nhốt với một người khác nhưng mà người khác giới luôn. Giờ sao nha? Wait for the chance push up. Nghĩa là nâng lên. Tôi sẽ hỏi con này đẩy tôi lên đây. Hai người sẽ trốn thoát cùng nhau bạn. Chắc chắn mình sẽ liếc quyết định mình trốn lên đây. Đúng rồi. Tôi không có là người như thế đâu anh em. Nói chung là tôi cũng sẽ đẩy cái này xuống. Đấy. Tôi trong tập này chắc chắn tôi phải men rồi anh em ạ. Không thể nào mà không men được. Giờ hàng lính à. Lính mấy này dễ mà ta. Chơi luôn. Sợ gì. Hai người mà. Quá là dữ luôn bạn ơi. Giờ tôi phải đi lên đó mà giờ sao đi ta. Trong khi đó trên đây có một thằng chơi mấy cái giỏ đi, judo rồi các thứ nè. Ừ hay lắm. Tôi không biết cái này thì cứ chọn thôi anh em ạ. Hợp lý luôn. Tôi nghĩ anh em nên dùng lực nha. Chỉ dùng lực nhẹ thôi. Ủa, không phải anh em ạ. Không phải lực đâu, cũng là lực nhưng mà siêu. Ủa, chết bà chơi ấn lộn rồi anh em ạ. Bọn kia nó không thoát luôn rồi. Sao mình không đi nha. Crossbow Rene. Tôi sẽ chọn Rene. Teaser đi. Chúng tôi không giết người. Ok. À đục, ghê nhờ. Crossbow với lại Sniper Rifle. Hay thế nha. Đúng là con cha ta luôn. Teaser Rifle. Ôi giời ôi. Thế à. Nó bắn vô tôi cái xong cái viên đạn nó bị nhiễm này nó bắn vô máng này là ok luôn anh em. Bây giờ tôi phải hóa trang vô hang này. Pass by Toast. Nên là quăng mũ lên anh em. Hello. Đấy. Đi qua. Hợp lý luôn. Khá là hợp lý. Ủa gì trời. Như đây có bạo loạn anh em à. À đúng rồi tại mấy bọn kia nó thoát ra đấy anh em. Help me. Help me. Con nhỏ kia bị bắt rồi. Đá nó, đá chết bà nó. Mày sao. Ôi hay lắm. Hơi lố anh em, hơi lố anh em. Có lẽ là tôi sẽ chích cái thuốc tăng cường cho mình. Đấy. Are you sure about that? Cái cuối đấy. Mày xạo. Phân tâm ổng bạn, phân tâm ổng. Cái mặt tôi là chỉ có là khiếu hài hước thôi. Xe này thì cái này đi. Có mô tô nè anh em. Ôi tôi bị bắt rồi. Tôi có chạy đi một mình chứ hả? Mày nói vừa thôi. Mày tao nói mày nói vừa thôi. Tập trung vô. Kỳ lạ thế nha. Nó gọi là được anh em à. Đấy là những gì tôi làm trong những tập trước đây anh em. Tôi thoát cùng một người thân khác giới đấy. Thoát ra khỏi tù đây. Giờ tôi đã đến cái bãi phóng này rồi. Ôi xe tôi đâm vô cái xe kia luôn rồi anh em à. Quá trời xe tăng luôn. Giờ làm gì anh em à? Có lẽ là con này. Tôi sẽ lấy con này anh em. Ổn chưa? Hợp lý luôn. Thôi. Ủa, tính ra tao vừa mới nói luôn mà ta cánh. Có vẻ này là hợp lý nè anh em. Ở cái này hợp lý hơn nhiều. Ôi, chưa, tôi chưa bị gì hết anh em à. Con này cũng chưa bị gì luôn. Khá là ok. Thôi nó vô lẻ nha. Nhỏ nhỏ mà có vỏ anh em à. Theo như tôi được học là vậy đấy. Ấy, sao? Nói chung là nó bị lỗi đó, nhưng mà nhỏ nhỏ mà có vỏ thiệt anh em à. What the fuck? Time machine. Cái này thử coi anh em. Đây là một cái dụng cụ mà tôi có thể lấy ra tôi làm một vài thứ. Đấy. Được, nói chung là chỉ còn cái này thôi đấy. Tôi quay lại thời gian 2 năm trước đấy anh em. Giờ tôi sẽ quay lại đây. Là sẽ không có hang này nhảy vô anh em. Cái tên lửa sẽ khai hỏa cho ông 2 phút nữa nè. Chúng tôi phải nhanh lên thôi. Anh đi chạy thấy bà nội luôn. Thôi. Chụp. Vô lý. Hơi vô lý nha. Block. Hợp lý luôn. Ông này nè mày. Ông vẫn còn sống luôn anh em. We're wanted just like all of you. Wait, you're the guy that stole our ruby. You do have some skills.
We'll let you join, as long as you return the ruby. Don't move. Those two belong to me. Nữa hả? Ở đây đã tranh giành nhau rồi, sắp phóng tên lửa rồi mà tranh giành rồi, nó bắn luôn kìa anh em. Ủa thanh niên này nè, phi công của tôi đấy. Nhưng mà tôi sẽ không làm cho chính phủ nữa anh em ạ. Nếu mà chính phủ thì ok nè. Chính phủ đi anh em, nên chọn chính phủ, tôi nghĩ là như vậy. Giờ tới luôn chứ sao giờ. Ôi. Hợp lý luôn. Quá là dễ luôn anh em. Trời ơi. Nói chung là giờ tôi hợp tác cho chính phủ là chỉ có vậy thôi đấy. Nói chung là tôi sẽ không còn tội nữa, tôi sẽ quẩy từng nope. Nếu mà tôi sẽ chọn về băng đảng top bát thì sao? Thì tôi có thể lượt lên tàu hay không? Hợp lý luôn em. Quá là dữ luôn. Hay. Được rồi đó. Rồi, giờ tôi sẽ đi lên phi thuyền rồi anh em ạ. Ủa mình dây lâu lắm rồi đi nhé. Chưa anh em. Chúng tôi còn đánh nhau trên phi thuyền nữa, chúng tôi đang bay. Nhưng mà giờ nếu mà đôi tôi bay ra cái vũ trụ thì sao? Thì có một cái lỗ hổng như vậy thì tôi sẽ không, nói chung là cũng sẽ đi rời thôi anh em ạ. À. Tôi cũng quăng ông này xuống rồi. Tôi ra ngoài không gian luôn, lên một cái tàu vũ trụ luôn anh em ạ. À. Nói chung là chắc chắn hai chúng tôi sẽ sống trên đây rồi đấy. I'd like to welcome our new member. They really showed their gusto when it counted. Also, they promised to return the ruby. Quá là dữ luôn, chết bà. Chuẩn bị xuất phát rồi anh em ạ. Tôi sẽ thuộc xuống luôn ấy. Ôi, sao có thể trụ nổi nha. Nhớ tôi ra ngoài không gian luôn rồi. Và đương nhiên là phải đúng trụ nổi ra anh em ạ. Nếu mà tôi về băng đảng The World thì sao? Thì tôi sẽ quay về cái tù này anh em ạ.